Vua Phim xin chào các bạn, hôm nay mình xin review về bộ phim Nhện Khổng Lồ. Do ăn phải hormone tăng trưởng kích thước vô hạn, con nhện cực thông minh này chỉ thích ăn thịt người. Càng ăn nhiều người thì kích thước con nhện càng to. Nào cùng Vua Phim theo dõi đến cuối nhé. Alex vốn là một chuyên gia diệt côn trùng tốt bụng, mặc dù công việc vất vả nhưng đổi lại đồng lương cực kỳ ít ỏi. Tuy vậy nhưng Alex vẫn rất tận tâm với nghề. Có một ngày Alex giúp đỡ một phụ nữ lớn tuổi bẫy chuột, anh vô tình bị một con nhện độc cắn. Ngay sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây Alex gặp cô y tá xinh đẹp, Alex muốn làm quen, để sau này có thể đốt cô như con nhện nó đốt anh vậy. Anh mời cô một bữa ăn nhưng y tá lạnh lùng chối từ. Cùng lúc này có một cái bọc xác người được đưa tới. Bên trong căn phòng chứa xác ánh điện chập chờn. Khi bác sĩ đang định làm tí cà phê, bất chợt bao tải chứa cái xác bỗng động đậy. Rất nhanh xuất hiện một con nhện khá to bò ra. Tiếng động khiến vị bác sĩ giật hết cả cửa mình. Bác sĩ sợ đến mức họp chứng lên cổ. Đang khi còn chưa hiểu chuyện gì, con nhện bất ngờ từ phía sau cổ tấn công bác sĩ. Bác sĩ vội vã nhấn chuông báo động. Nghe tiếng chuông, bệnh nhân nhanh chóng sơ tán. Giám đốc bệnh viện cũng xuất hiện kiểm soát tình hình. Bác sĩ vừa bị cắn cũng được bảo vệ đưa ra. Ông nói con nhện của bà Tân Vlog mới sổng. Giám đốc nghe con nhện to như đầu thì méo thèm tim, còn mắng bác sĩ vì lý do vớ vẩn cũng nhấn chuông báo động. Nhưng vết đốt của bác sĩ vài giây đã nghiêm trọng rồi. Nghe đến đây Alex liền giới thiệu mình là chuyên gia diệt côn trùng, anh am hiểu tất cả mọi thứ về nhện. Alex đề nghị xử lý con nhện đổi lấy hóa đơn khám bệnh ở đây. Bảo vệ bệnh viện là Jose xung phong đi theo giúp đỡ Alex. Cả hai người mau chóng đến nhà xác lạnh lẽo. Alex mở cái túi ra chỉ thấy bên trong đầy mạng nhện, nội tạng thi thể đã bị ăn sạch như gặp mấy ông diệt mồi. Xem chừng con nhện này chắc chắn là to vãi đái. Cùng lúc này, một lực lượng đặc biệt ầm ầm tiến đến bệnh viện. Tình hình không đơn giản nữa rồi. Giám đốc giải thích báo động nhưng méo có gì nghiêm trọng. Đại tá không quan tâm lập tức yêu cầu kiểm tra cái xác. Dưới nhà xác Alex biết loài nhện không thích lạnh, nên có thể nó đã trốn vào lỗ thông hơi. Anh quyết định liều mình chui vào lỗ thông hơi để tìm kiếm, còn Jose sẽ ở bên ngoài dùng bộ đàm hỗ trợ anh. Cùng lúc này con nhện đã bò sang phòng bệnh bên cạnh. Ở đây chỉ có một bệnh nhân nằm liệt giường. Bệnh nhân cố gắng nhấn chuông cầu cứu nhưng không được. Con nhện từ từ bò lên từ dưới chăn, cứ vậy nhảy ra giết chết ông lão một cách đơn giản. Phía khác bên trong lỗ thông hơi, Alex tìm thấy hàng loạt mạng nhện vô cùng chắc chắn. Đúng lúc này đèn pin lại chập chờn. Anh bật lửa lên soi mới nhận ra chúng rất dễ bắt lửa. Phía ngoài quân đội vào phòng đựng xác. Qua xem xét vài đường cơ bản, ông tiến sĩ kết luận chính xác con nhện ở đây. Ngay lập tức trung úy Kali hạ lệnh niêm phong bệnh viện, bởi vì tình hình nguy cấp bây giờ, con nhện đang không ngừng phát triển kích thước theo cấp số nhân. Cứ ăn xong mỗi nạn nhân nó lại càng to hơn nữa. Tiến sĩ nói nó sẽ tăng kích thước lên gấp 4 sau mỗi 4 giờ. Bên này Alex biết con nhện rất thông minh, rất có khả năng nơi tiếp theo là khu tầng hầm. Alex lập tức xuống tầng hầm bệnh viện để xem xét. Quả nhiên anh phát hiện có mạng nhện mới răng. Anh liền thông báo qua bộ đàm cho bảo vệ, nhưng người nghe lại là trung úy Diana. Phía bên dưới Alex tung đồng xu nhưng nhanh chóng bị nó bắt lấy. Anh điên cuồng xịt côn trùng tấn công, nhưng bất ngờ con nhện đã bò ra phía sau Alex. Đúng lúc nó chuẩn bị tấn công, Diana xuất hiện kịp thời. Nhưng rất tiếc con nhện đã kịp trốn đi. Nó nhanh chóng thoát xuống cống. Phía bên dưới nắp cống là một người vô gia cư. Con nhện cứ vậy phun nọc độc vào mặt người đàn ông rồi ăn thịt. Phía bên trên Alex vốn rất tự tin với kinh nghiệm bắt chuột của mình. Anh đề nghị giúp đỡ đội đặc nhiệm quân sự, nhưng không ngờ họ đã từ chối. Alex gượng hỏi về việc tại sao con nhện xuất hiện. Diana vô tình để lộ rằng quân đội đã mắc sai lầm và giờ đang phải sửa chữa. Cuối cùng dù không muốn nhưng Alex cũng phải tạm biệt nữ binh sĩ. Mặc dù anh rất muốn tương tác vật lý với cô. Thấy vậy anh bảo vệ nhiệt tình thuyết phục Alex hãy tiếp tục theo đuổi việc bắt con nhện này. Bắt được con nhện họ sẽ trở thành siêu anh hùng bắt bọ. Cứ như vậy hai kẻ thừa sự nhiệt tình bắt đầu hành trình. Cùng lúc này quân đội vẫn đang truy tìm dấu vết con nhện. Họ muốn bắt được con nhện trước khi người dân thấy nó. Nhưng không ngờ một người dân đã kịp thời quay được con nhện. Video đăng lên nhanh chóng đạt 100 triệu view. Tất cả mọi người dân đều đang bàn tán về con nhện bà Tân Vlog. Đại tá vội cử hàng trăm đội đặc nhiệm đi truy lùng. Thông qua hình ảnh chuyển đến từ đội đặc nhiệm, họ phát hiện rất nhiều xác người quấn trong tơ nhện khắp nơi. Cứ với tốc độ ăn thịt người thế này, chả mấy chốc cả thị trấn chẳng còn ai nữa. Những người bị bắt chỉ còn lại là một đống xương dư thừa. Hơn nữa con nhện đã lột xác, có vẻ là con nhện đã bước sang giai đoạn 3. Phía bên này Alex và Jose vẫn đang đi tìm tung tích con nhện. Alex biết đặc tính của nhện thường săn mồi về đêm, thường là những nơi gần nước và có nguồn thức ăn không quá đông đúc. Cả hai gọi điện cho Diana hỏi về con nhện. Cô gái báo quân đội vừa để sổng mất nó. Alex hiểu ra con nhện chắc đang đi tìm một bữa ăn nhanh. Việc tăng trưởng kích thước quá nhanh sẽ khiến nó mau đói. Nếu chỉ ăn đêm thì không thể đủ. Vậy có thể nơi nó trốn sẽ là nơi có cây mà lại đông người. Chính xác thì công viên sẽ là nơi thích hợp nhất. Xác định điểm đến, hai người nhanh chóng lên đường. Hôm nay là chủ nhật, có rất nhiều người đến công viên. Lúc này tại công viên thủ lệ mọi người đang mải mê vui chơi. Không ai ngờ rằng nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh. Một người đàn ông đứng cạnh gốc cây thắt lại dây giày, rất nhanh chóng đã bị con nhện sơi tái trong tích tắc. Việc này cũng lập tức bị phía quân đội phát hiện. Họ nhận ra con nhện đang ẩn náu trong một cây to.
đại tá ngay lập tức cử một đội quân giỏi nhất đến đó. Nhưng tất cả đã quá muộn, tại công viên con nhện khổng lồ đã bắt đầu tấn công. Nó phóng tơ rồi ăn thịt một cách nhanh gọn, người dân sợ hãi chỉ có thể bỏ chạy tụt quần. Chả mấy chốc xác người đã nằm la liệt, mà càng ăn nhiều người lại càng khiến nó khỏe hơn. Trong vòng 2 phút đã 300 người bỏ mạng. Tiếp theo nó hướng tới công viên trẻ em. Đúng lúc nguy cấp, Alex và Jose xuất hiện. Hai người dụ con nhện đuổi theo xe của họ tránh xa tụi trẻ. Vừa chạy Jose vừa bắn cản đường. Tướng quân cũng nhìn thấy sự can đảm của Alex. Diana liền gọi Alex hướng dẫn anh chạy về phía quân đội. Quân đội ngay lập tức xả đạn một cách không hề tiết kiệm tí nào. Con nhện nhấc bổng chiếc xe tải lên ném về phía quân đội. Nó biết không thể tiếp tục đứng chịu đòn, liền phóng lên cao vượt qua đội đặc nhiệm thoát vào khu rừng gần đó. Diana và một nhóm cố đuổi theo giết nó bằng được. Alex muốn đi theo nhưng bị chối từ. Không ngờ rằng bên trong khu rừng là thế mạnh của loài nhện. Đám người vào rừng chả khác nào đi vào địa ngục. Con nhện khổng lồ phục kích giết hầu hết binh lính. Diana dính phải tơ nhện không thể di chuyển. Còn đội trưởng cuối cùng đã bị nó bắt đi. Cũng may Alex bí mật đi theo kịp thời giải cứu. Vào lúc hai người bị con nhện dồn vào đường cùng, Jose kịp thời mang súng tới bắn trả. Ba người tranh thủ bỏ chạy tụt quần. Diana không may bị con nhện phóng tơ bắt lại, không thể cứu được cô gái anh thầm yêu. Alex buồn bực quay trở lại trụ sở đội đặc nhiệm. Anh yêu cầu họ giải thích cho chuyện đang xảy ra. Tiến sĩ mới tiết lộ rằng hóa ra quân đội phát hiện DNA của người ngoài hành tinh từ một thiên thạch. Nó là một loại hormone tăng trưởng vô hạn không dừng. Không may trong rau quả thử nghiệm lại có một tổ nhện. Kết quả con nhện được kích hoạt sự phát triển vô hạn của nó. Nó đã phát triển được 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ 5 là giai đoạn sinh sản. Nó sẽ đẻ ra hàng ngàn con quái vật tăng trưởng vô hạn thế này. Tình hình bây giờ là vô cùng nguy cấp. Thấy Alex can đảm tham gia các chiến cứu người, đại tá liền đề nghị anh giúp đỡ quân đội. Cùng lúc này, truyền hình đã đưa tin nhện khổng lồ tàn phá thành phố. Kích thước của nó đã phát triển đến mức vượt trội. Vì sắp đẻ nên tính tình trở nên cực kỳ hung dữ, phá hủy mọi cơ sở hạ tầng nơi nó đi qua. Người dân kinh hãi chỉ biết bỏ chạy tán loạn. Có vẻ con nhện đang đau đẻ nên cần tìm một ổ. Alex và anh bảo vệ quyết định mau chóng đi bắt nó. Bên kia con nhện đang làm tổ chuẩn bị đẻ tại một tòa tháp lớn. Qua máy quay đại tá phát hiện Diana còn sống bên trong tổ. Ông lập tức báo cho Alex biết điều này. Hơn nữa quân đội sắp triển khai một cuộc không kích, họ chỉ còn lại 20 phút trước khi thả bom. Trên xe, Alex và Jose nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến. Phía ngoài quân đội bắn đạn vào con nhện nhưng không có tác dụng, lớp vỏ của nó đã trở nên vô cùng cứng không thể xuyên thủng. Bỗng Jose nhắc đến tính dễ cháy của tơ nhện. Alex nhận ra có thể bắn vào tử cung khi con nhện đang nhả tơ, chính bằng khẩu đại bác to tổ bố. Nhưng khi Alex vừa mới đến nơi, trứng đã bắt đầu nở. Nhìn thấy cảnh người dân hoảng loạn, anh thề nhất định phải giải cứu thế giới. Alex cùng Jose hùng hổ xông lên, rất nhanh chóng đến được chỗ Diana và mọi người. Hai người vội giải thoát cho Diana và những người bị mắc kẹt. Cũng chính là lúc đàn nhện con bắt đầu nở, ngay lập tức chúng điên cuồng tìm kiếm thức ăn. Mọi người vừa đánh trả vừa cố gắng rút chạy. Sau một hồi chiến đấu, cả nhóm đã kịp thời ra khỏi tòa nhà. Vài giây sau, đại tá ra lệnh một cuộc không kích. Những quả tên lửa phóng ra tấn công con nhện khổng lồ. Con nhện mất thăng bằng rơi xuống mặt đất. Thấy con nhện nằm im bất động, mọi người hò reo vui mừng. Tại hiện trường ai cũng nghĩ đã chiến thắng, nhưng bất ngờ con nhện khổng lồ phồng đầu dậy. Lớp da bên trên của nó bây giờ đã cứng như thép. Alex biết chỉ có bắn tên lửa vào mồm mới có thể hạ gục con này. Anh mạo hiểm lao về phía con nhện kéo dài thời gian. Con nhện đẻ điên cuồng tấn công Alex. Cùng lúc này Jose đã đi lấy tên lửa. Anh bảo vệ ném nó cho Alex. Alex phóng tên lửa vào đúng cổ tử cung của con nhện. Sau một tiếng nổ long trời, con nhện đã tan thành xác pháo. Quân ta chiến thắng vẻ vang thật rồi. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, Alex không chần chừ nữa. Anh ôm lấy Diana và trao cho cô một cục tơ nhện. Cuối phim, đại tá lại gọi cho Alex. Nước Mỹ lại lâm nguy rồi. Một con rắn khổng lồ đang xeo lên tượng nữ thần tự do. Phim tới đây tạm thời kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để...